Hôm nay tía với cả đại gia đình của chúng ta đi phóng sanh cả nhà. Nhưng mà nước nó rất là cạn. Nước rất là cạn, nhưng mà với lòng từ bi của mọi người đã tìm được cái nguồn nước có thể đảm bảo cứu mạng được cái chúng sanh. A Di Đà Phật. Từ rất sớm thì tía và cả đoàn phóng sanh đã đến chợ để giải cứu tất cả các loài động vật. Đây là tía phát hiện một cái chỗ này để cho mọi người có thể phóng sanh được thuận duyên nhất. Nói gì đó thôi. Mà cũng rất là nhiệm màu. Cái nhà sáng nay thì đã bể trong đoàn thì cũng có người đã bị bể bánh xe, thì cũng đã tìm được cái khu chợ để mà gỡ và tiếp tục cuộc hành trình. Và xe của chúng con thì cũng không có nổ máy được, phải đạp. Thế là cũng đã viên mãn. Kẹn như thế này mà cái nhà đó. Nhưng mà có thể giải thoát được. Ở đây thì cũng là một cái vùng quê vắng vẻ, vùng quê rất là vắng cái nhà. Nói gì đó. Dạ, anh đi đâu Phật? Bất quy y pháp, bất quy. Thường thường thì nhóm của chúng con không có dặn trước cả nhà. Ra chợ gặp cái con nào hữu duyên thì mua cái con đó cả nhà. Anh đi đâu Phật? Không đợi đây đi, đổ ra đường nè. Đợi đây nó sâu hơn rồi nhìn nhìn nó ấy hơn. Ôi trời, cho nhà bè đổ hàng cao cỡ nào luôn kìa. Rồi cũng kênh đi con. Dạ, anh gì đâu. Mọi người giờ đạo vàng chúng ta cùng nhiếp tâm niệm Phật cầu Phật gia bị nha cả nhà. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàn sanh. Chúng sanh quy Phật cảnh, chúng sanh quy Pháp cảnh, chúng sanh quy Tăng cảnh. Chúng sanh sở tạo chứa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Cùng thân ngự ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh giai sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàn sanh. Chúng sanh quy Phật cảnh, chúng sanh quy Pháp cảnh, chúng sanh quy Tăng cảnh. Chúng sanh sở tạo chứa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh giai sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàn sanh. Chúng sanh quy Phật cảnh, chúng sanh quy Pháp cảnh, chúng sanh quy Tăng cảnh. Chúng sanh sở tạo chứa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngự ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện chư vị hãy hướng về tâm bảo quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não tham sân si mà phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi kính mời đạo tràng của chúng ta phóng sanh. Trai niệm Phật mà thấy anh mắc cười. Kệ bước cháu. Vâng, ai để ai vô phụ đổi cho cầm có công lượng. Rồi cô phán cho đúng đi cô bác. Này nè, để kề đây nó không có lật nè, nghiêng xuống nó đổ luôn. Có hình hả? Vô gì phấn? Ừ, hình uống thôi.
đổ khéo khéo á, cho đừng đổ vô cái bánh xe nha A Di Đà Phật. Có cái bánh xe đó đó. Cái gì Bồ Tát cây thả đi, ai chưa thả ra thả đi. Nè thả anh hả? Cái trứng không mà thả xuống sợ nó chết vỡ trứng. Ai gì đó cẩn thận đó. Đây những gì Bồ Tát vô cùng từ bi, sợ cá đang có trứng cả nhà nên phải thả thấp một chút. Ai gì đó bảo vệ môi trường cả nhà, phóng xong thì rất từ bi dọn dẹp hết tất cả các bịch luôn. Đó thường nha, có những cái ếch á, ếch hay là cua đó cả nhà, ếch hay là cua hay là ốc thì mình sẽ thả vô cỏ và lục bình cả nhà. Chứ còn là thả cái môi trường quá rộng nó sẽ bơ, nó sẽ chết, thì nó không có chỗ bám, nó sẽ đuối chân nó chết cả nhà. Chúng ta nên thả nó vào cái môi trường có cỏ lục bình như vậy, ốc rắn ếch hay là cua hay gì đó. Con cá để nó hết vậy chạy. A Di Đà Phật. Phóng sanh niệm Phật, công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chưa chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật sáng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.